Thưa quý vị, nhằm khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, chuẩn bị cho việc mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch vào cuối tháng 3. Hai ngày qua, đoàn liên ngành cho đội cảnh sát giao thông đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy trên cảng sông Hằng, tuyến ven biển bán đảo Sơn Trà và tuyến sông Cù Đề. Kiểm tra 23 tàu du lịch đang neo đậu tại cảng sông Hằng, đoàn liên ngành đã ghi nhận có 4 tàu không đủ điều kiện hoạt động, 9 tàu cần bổ sung đăng kiểm, bảo hiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật. Sau thời gian dài nằm bờ vì Covid-19, có 13 tàu thiết kế theo tiêu chuẩn SB đạt các tiêu chuẩn để được đi ra hoạt động tuyến ven biển. Bên cạnh kiểm tra hành chính, đoàn cũng kiểm tra thực tế hết các trang thiết bị đảm bảo an toàn của phương tiện chở khách. Qua 2 ngày kiểm tra, cơ bản nhận thấy rằng xét về cái hệ thống luồng tuyến cảng bến của trên địa bàn phố là về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật là bảo đảm theo cái công bố mà của cảng hoạt động. Thứ hai về phương tiện thì do là tình hình khách quan chung cái đại dịch Covid ảnh hưởng rất là nhiều, các phương tiện là dừng hoạt động trong thời gian dài. Và hiện tại trên địa bàn thành phố thì có thể nói là chưa phát hiện cái trường hợp nào mà phương tiện mà không đủ điều kiện mà hoạt động mà trái phép cũng như là không có cái bến ngang bến dọc nào trên cái địa bàn thành phố. Trên tuyến sông Cô đê qua địa phận quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, theo báo cáo của chính quyền địa phương, thì các phương tiện hoạt động vận tải khách vẫn chưa được cấp phép hoạt động. Dưới chân cầu Nam Ô hiện có một ca nô du lịch có sức chứa đến 9 người đang đậu đổ. Đoàn công tác đề nghị các lực lượng chức năng vào quận Liên Chiểu phải giám sát chặt chẽ, kiên quyết không cho xuất bến khi chưa đủ điều kiện qua đợt kiểm tra lần này thì chúng tôi tập trung kiểm tra về cái điều kiện hoạt động của phương tiện, của thuyền viên, điều kiện kinh doanh vận tải và cái phương án phòng chống cứu hộ cứu nạn tại chỗ và đồng thời là đối với một số phương tiện mà vì có video có viết thời gian qua chưa hoạt động thì chúng tôi là yêu cầu các chủ phương tiện phải là kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên trước khi được vào hoạt động và tổ công tác chúng tôi là kiên quyết đình chỉ một cái phương tiện không đủ điều kiện theo định pháp luật đang hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến đường thủy nội địa để thúc đẩy hoạt động du lịch đường thủy, mới đây thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố hoạt động bến thủy nội địa CT15 tại bán đảo Sơn Trà với khả năng phục vụ tàu dưới 50 chỗ ngồi là bến hoạt động tuyến vùng ven biển đầu tiên của thành phố. Đoàn liên ngành đã kiểm tra thực tế hết các yêu cầu điều kiện đảm bảo an toàn vận hành bến. Các đơn vị đồn biên phòng CT15, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bệnh biển du lịch Đà Nẵng và các bên liên quan sẽ phối hợp lên phương án quản lý vận hành cũng như xây dựng các quy trình cứu hộ cứu nạn tại bến để đảm bảo an toàn trong việc đưa khách tham quan du lịch